Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật, lại thấy hằng hà sa số thế giới chư Phật ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại, hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước. Ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán, như vậy tập trung các vật như y phục, ngoại cụ, ẩm thực, vân vân đầy như núi, tùy theo sự cần dùng, các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại, hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Phật lại hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy hằng hà sa số thế giới chư Phật ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ức lần, so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi hằng hà sa số thế giới chư Phật ở phương Đông. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật, lại thấy 10 hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại, hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước. Ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán, như vậy tập trung các vật như y phục, ngoại cụ, ẩm thực, vân vân nhiều như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại, hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy 10 hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, trên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần, so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, như 10 hằng hà sa số thế giới ở phương Đông. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật, lại thấy như trăm hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại, hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy, tập trung các vật như y phục, ngoại cụ, ẩm thực, vân vân nhiều như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại, hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy như trăm hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy:
Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào, các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch, bạch Thế Tôn rộng lớn, bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, như trăm hoàng hà sa số thế giới ở phương Đông. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật, lại thấy như ngàn hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên giải hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy, tập trung các vật như y phục, ngoạ cụ, ẩm thực, vân vân, nhiều như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy, Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy như ngàn hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào, các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn rộng lớn, bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời thầy nói, nhưng nếu Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, như ngàn hằng hà sa số thế giới ở phương Đông. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật, lại thấy trăm ngàn hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy, tập trung các vật như y phục, ngoạ cụ, ẩm thực, vân vân, nhiều như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy, Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy trăm ngàn hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào, các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn rộng lớn, bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn hằng hà sa số thế giới ở phương Đông. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật,
lại thấy vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, đều xả bỏ và sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần, thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục, ngoạ cụ, ẩm thực, vân vân, nhiều như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần, thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, rộng lớn. Bạch Thiện Thệ, rộng lớn. Các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hiếu tình, tùy theo sở thích và bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi vô số hàng hà sa số thế giới ở phương Đông. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương Nam. Như vậy cho đến lại thấy vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Nam, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần, thường không nhàm chán. Như vậy, tập trung các vật như y phục, ngoại cụ, ẩm thực, vân vân, nhiều như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần, thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương Nam như vậy, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Nam, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, rộng lớn. Bạch Thiện Thệ, rộng lớn. Các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần, so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Nam. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương Tây. Như vậy cho đến lại thấy vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Tây, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần, thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục, quả cụ, ẩm thực, vân vân, nhiều như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần, thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử:
Thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương Tây như vậy, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Tây, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch. Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, đúng vậy, đúng như lời thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không trên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Tây. Xá Lợi Tử và đại chúng, nương thần lực của Phật lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương Bắc. Như vậy cho đến lại thấy vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Bắc. Mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả. Của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình, đều đem bố thí, khuyên giải hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy, tập trung các vật như y phục, ngoại cụ, ẩm thực, vân vân nhiều như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên giải hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử, thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương Bắc như vậy, cho đến vô số hàng hà sa số thế giới ở phương Bắc, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch. Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, đúng vậy, đúng như lời thầy nói, nếu các Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Bắc. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương Đông Nam. Như vậy cho đến lại thấy vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Đông Nam. Mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả. Của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục, và cụ, ẩm thực, vân vân nhiều như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử, thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương Đông Nam như vậy, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Đông Nam, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch. Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy,
Đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Đông Nam. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật, lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương Tây Nam. Như vậy cho đến lại thấy vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Tây Nam, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục, ngọa cụ, ẩm thực vân vân nhiều như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương Tây Nam như vậy, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Tây Nam, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Ý Thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần, so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Tây Nam. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật, lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương Tây Bắc. Như vậy cho đến lại thấy vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Tây Bắc, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục, ngoạ cụ, ẩm thực vân vân nhiều như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương Tây Bắc như vậy, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Tây Bắc, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Ý Thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần, so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Tây Bắc. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật, lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương Đông Bắc.
Như vậy, cho đến lại thấy vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Đông Bắc, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục, quả cụ, ẩm thực, vân vân nhiều như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương Đông Bắc như vậy, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Đông Bắc, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, rộng lớn. Bạch Thiện Thệ, rộng lớn. Các Bồ Tát kia bố thí vô lượng, vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương Đông Bắc. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật, lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương dưới. Như vậy cho đến lại thấy vô số hằng hà sa số thế giới ở phương dưới, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình, đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục, ngoạ cụ, ẩm thực, vân vân nhiều như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương dưới như vậy, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương dưới, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, rộng lớn. Bạch Thiện Thệ, rộng lớn. Các Bồ Tát kia bố thí vô lượng, vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương dưới. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật, lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương trên. Như vậy cho đến lại thấy vô số hằng hà sa số thế giới ở phương trên, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát, đều xả bỏ vật sở hữu, đem bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình, đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Như vậy tập trung các vật như y phục, ngoạ cụ, ẩm thực, vân vân nhiều như núi. Tùy theo sự cần dùng của các hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi đem bố thí cho người khác, tâm không có sự chướng ngại.
Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Khi ấy Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương trên như vậy, cho đến vô số hằng hà sa số thế giới ở phương trên, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Ý thầy thế nào, các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn rộng lớn, Bạch Thiện Thệ rộng lớn, các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới.